thưa quý vị, nguồn gốc của con virus corona chủng mới, hiệu quả của phương thức Raoul, vai trò của chất nicotine và cây thanh hao hoa vàng, đó là bốn chủ đề tranh cãi gây chia rẽ trong cộng đồng khoa học thế giới. Liệu virus corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc? Có phải con virus đã được tạo ra trong phòng thí nghiệm? Một bài báo hồi cuối tháng Giêng trên Washington Times đã khuấy động dư luận khi đưa ra giả thiết này. Theo đó, các nhà nghiên cứu của Viện Vi trùng học Vũ Hán đã cố tình chuyển đổi gen một con virus corona có ở loài chơi để có thể lây nhiễm sang người. Vụ này còn trở thành vấn đề ngoại giao khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi đầu tháng 5 khẳng định đang có trong tay một số bằng chứng đáng kể là con virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Sau đó, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ đánh thuế để trừng phạt, cáo buộc Trung Quốc gây ra vụ sát nhân hàng loạt trên toàn thế giới. Nhà nghiên cứu Vincent Marissan thuộc Trung tâm Miễn dịch và Bệnh nhiễm của Trường Đại học Sorbonne cho biết không có một yếu tố khoa học nào xác nhận giả thiết có việc chọn lọc trong phòng thí nghiệm từ các nguồn virus có sẵn. Ngược lại, ngày càng có nhiều biện luận nghiêng về phía xuất xứ tự nhiên vì không có dấu hiệu virus corona chủng mới được gắn các đoạn gen khác vào. Trong khi đó, con virus này được hàng trăm phòng thí nghiệm giải mã. Cộng đồng khoa học cho rằng nếu có sự thao túng thì đã được nhận ra. Ngoài ra, dòng virus corona có tiếng là rất khó đổi mã di truyền. Đó là các virus loại ARN mà kỹ thuật chuyển đổi gen vẫn chưa hoàn thiện. Nhiều công trình nghiên cứu thiên về khả năng xuất xứ tự nhiên. Một báo cáo cho thấy cấu trúc một protein chính để nhân lên của SARS-CoV-2 rất giống với một loại virus corona trên loài chơi. Như vậy, giả thiết việc con virus này truyền sang người từ chợ động vật hoang dã Vũ Hán là đáng tin cậy. Ông Marissan kết luận sự tình cờ trong chọn lọc tự nhiên đã giúp cho con virus vượt qua rào cản chống loài thông qua những vật trung chuyển như con tê. Cây thanh hao hoa vàng có phải là phép lạ chống COVID-19 hay không? Từ tháng 3, Tổng thống Madagascar đã quảng bá cho phương thuốc thảo dược này. Madagascar là nước chủ yếu trên thế giới sản xuất thanh hao hoa vàng. Các hạt dược chiết xuất từ cây này, một hoạt chất được công nhận là hiệu quả để chống bệnh sốt rét. Thuốc sắc từ thanh hao hoa vàng, COVID Organic, được phân phối rộng rãi ở châu Phi, chủ yếu cho dân nghèo. Một số người cho rằng thảo dược này có hiệu quả vì tỷ lệ lây nhiễm tại các nước châu Phi thấp. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới ngay từ năm ngoái đã phản đối việc sử dụng thanh hao hoa vàng dù dưới dạng trà thảo dược hay dạng bột vì chưa chắc có lợi. Viện Hàn Lâm Y học nhận xét thiếu dữ liệu về các phân tử trong cây thanh hao hoa vàng khô do Madagascar sản xuất và không có các nghiên cứu chứng minh tính chất kháng virus, đồng thời khuyến cáo không sử dụng trà thảo dược từ loại cây này. Tuy vậy, việc nghiên cứu vẫn được tiến hành. Viện trưởng Viện Max Planck của Đức loan báo hợp tác với công ty Mỹ Artemis Life và các nhà nghiên cứu Đan Mạch để thử nghiệm tinh chất thanh hao hoa vàng. Theo ông, con virus gây bệnh COVID-19 cùng loài với virus corona gây dịch SARS mà thanh hao hoa vàng tỏ ra hiệu quả với SARS. Nhiều tờ báo cho biết nhóm nghiên cứu có thể loan báo tinh chất này là hiệu quả với COVID-19 trong phòng thí nghiệm. Nhưng dù điều này là đúng thì vẫn phải thử nghiệm lâm sàng trên người để xác nhận. Tỷ lệ tử vong ở Marseille thấp hơn Paris đến gấp 5 lần. Sự khác biệt lớn về tỷ lệ tử vong, đặc biệt là tại Marseille, so với các vùng khác của nước Pháp, được phe ủng hộ cách chữa trị bằng chloroquine theo phương pháp Raoul nhấn mạnh. Vị giáo sư nổi tiếng ở Marseille phối hợp chữa hydroxychloroquine với kháng sinh azithromycin và chất kẽm. Số tử vong trung bình trên 1.000 người dân tại Pháp, không kể các viện dưỡng lão, là 270. Tỷ lệ này ở Paris là 740, vùng Hauts-de-Seine là 607, nhưng ở Marseille chỉ có 147, trong khi ba vùng này có các tính chất dịch tễ như nhau.
có nhiều giải thích cho sự khác biệt này. Những người ủng hộ giáo sư Didier Raoult coi đó là bằng chứng cho phương thức phối hợp ba loại thuốc. Họ nhấn mạnh nếu sử dụng ngay từ khi mới xuất hiện các triệu chứng đầu tiên thì tỷ lệ tử vong trên 1.000 người chỉ là 16. Số khác cho rằng đó là nhờ hiệu quả của chiến dịch xét nghiệm. Từ tháng 3, viện nghiên cứu của giáo sư Raoult đã tổ chức xét nghiệm đến 3.000 cuộc một ngày. Vào lúc cao điểm dịch giữa tháng 4, có 2,5% dân số Marseille đã được xét nghiệm, trở thành thành phố được xét nghiệm nhiều nhất thế giới, theo ông Didier Raoult. Trong khi đó, các phòng thí nghiệm vùng Bas-Rhin, một trong những vùng bị virus hoành hành nhiều nhất, chỉ làm có 265 xét nghiệm một tuần. Ngoài ra, số liệu tử vong được công bố theo vùng chứ không theo cấp hành chánh thấp hơn. Đối với Paris, cũng tương đương cấp vùng thì không có vấn đề gì. Ngược lại với Marseille thì tỷ lệ công bố chỉ mang tính ước lượng. So sánh với vùng Bouches-du-Rhône mà Marseille là thủ phủ thì tỷ lệ tử vong của thủ đô nước Pháp rốt cuộc chỉ cao hơn có 3,3 lần. Khác biệt còn do các vùng không bị ảnh hưởng trong cùng một thời điểm và theo cùng một cách thức. Liệu chất nicotine có thể bảo vệ bệnh nhân virus corona dạng nặng hay không? Đó là một nghịch lý đã khiến các nhà nghiên cứu phải nhanh chóng lưu tâm. Tại Trung Quốc, tỷ lệ người nghiện thuốc lá trong số người dương tính với COVID là 12,6%, chỉ bằng phân nửa số người nghiện thuốc trên toàn quốc. Quan sát này được The New England Journal of Medicine công bố vào cuối tháng 3. Tại Pháp, cơ quan quản lý các bệnh viện Paris xác nhận người hút thuốc lá chiếm tỷ lệ 8,5% trong số các bệnh nhân bị nhiễm, trong khi người nghiện thuốc chiếm 25,4% dân số. Tuy nhiên, các nhà dịch tễ học tỏ ra thận trọng trước nhận định thuốc lá bảo vệ cho bệnh COVID-19. Trước hết là tuổi của những người nhập viện. Đa số bệnh nhân bị COVID-19 thể nặng đều trên 65 tuổi, trong khi càng lớn tuổi người ta càng hút thuốc ít hơn. Một lý do khác là các tiêu chí không rõ ràng. Một số nghiên cứu xếp những người hút dưới 30 gói thuốc một năm như người không hút thuốc và đa số không quan tâm đến thuốc lá điện tử. Cơ quan y tế công của Pháp tỏ ra thận trọng, cho biết trong giai đoạn này, tác động được cho là bảo vệ của chất nicotine chỉ mới là giả thiết. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu vẫn bắt tay vào việc để khai thác hướng này, giả sử rằng nicotine có thể làm cho virus khó xâm nhập vào phổi hơn. Ý tưởng này không phải là huyễn hoặc. Virus corona chủng mới tấn công vào tế bào bằng cách bám vào các thủ cảm ACE2 của tế bào phổi, trong khi các công trình được công bố năm 2018 đã kết luận rằng người nghiện ít có thủ cảm này hơn. Tuy nhiên, từ đó đến nay lại có những nghiên cứu khẳng định ngược lại, do đó chưa có gì là chắc chắn.